Trong những ngày này, ở các trường học trên địa bàn thành phố Long Khánh cũng đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Trong đó, tại trường tiểu học Phú Bình, phường Phú Bình, ngày hội đọc sách đã được nhà trường tổ chức sôi nổi với chuỗi hoạt động phong phú giúp các học sinh nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách, góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Để lan tỏa phong trào đọc sách đến các em học sinh, trường tiểu học Phú Bình đã phối hợp cùng với trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức các gian trưng bày sách đẹp mắt với nội dung đa dạng về thể loại, phong phú về hình thức, phù hợp với lứa tuổi học sinh như văn hóa trong nước, văn hóa nước ngoài, truyện ngụ ngôn, truyện tranh, truyện cổ tích, truyện lịch sử, tìm hiểu khoa học kinh tế xã hội, giúp các em học sinh được thỏa niềm đam mê đọc sách với các tác phẩm yêu thích, những khám phá đầy bổ ích lý thú. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia ngày hội đọc sách. Ngày hội đọc sách giúp em cảm thấy khỏi bớt căng thẳng và tự tin trong học tập, cũng như là giúp em giảm bớt tình trạng chơi game và coi điện thoại. Em cảm thấy rất vui và sách giúp em tiếp thêm nhiều kiến thức. Em mong muốn trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động như thế này nữa. Ngày hội đọc sách đã trở thành hoạt động thường niên được trường tiểu học Phú Bình tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Ngoài trưng bày giới thiệu những đầu sách hay, nhà trường còn tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như vẽ tranh theo sách, viết cảm nhận về sách, hội thi trưng bày sách theo chủ đề, kể chuyện theo sách và hoạt động quyên góp sách. Qua đó, ngày hội đã thực sự mang đến không khí sôi nổi, vui tươi, ý nghĩa, cũng như giúp các em tiếp cận được tri thức một cách phong phú, đa dạng hơn, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thì bắt đầu từ khi có công văn của sở, thì bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 và đến kết thúc ngày 21 tháng 4, thì nhà trường đã tổ chức một chuỗi hoạt động về sách, đồng thời kết hợp với lại trung tâm học tập văn hóa học tập cộng đồng thì tổ chức những gian hàng triển lãm để cho các em được tham quan sách. Thì qua những cái buổi hoạt động này thì nhà trường rất là mong muốn là các con có một cái sân chơi trải nghiệm, đó là cái học đọc sách, để các con nó phát triển về kỹ năng tiếng Việt của mình, giảm bớt đi những cái thời gian vô bổ của mình như là đi chơi hoặc là chơi game. Mỗi trang sách là một chân trời mới, giúp nâng cao trí tuệ và hoàn thiện nhân cách mỗi người. Đọc sách để có tri thức, kiến thức, phục vụ mình, để điểm tô cho cuộc sống tốt đẹp hơn, có ích cho xã hội.